make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Trí thì được bố trí khá là hợp lý. Khu vực đường đi được thiết kế hiện đại, rộng rãi và thoáng mát. Chi tiết xây dựng của dự án này thì bao gồm 10 hạng mục công việc, gồm thứ nhất là phá dỡ các cái công trình kiến trúc và di chuyển cây xanh hiện trạng, san nền đường giao thông vỉa hè, sân đường dạo, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mặt, lầu bát giác, trồng cây xanh, thảm cỏ, rồi các cái thiết bị thể dục ngoài, thể thao ngoài trời như là ghế đá, thùng rác, rồi hệ thống điện chiếu sáng. Cái dự án này thì nằm ngay tại mặt đường Lạch Tray. Đây là một cái tuyến phố khá dài thuộc khu vực trung tâm của thành phố Hải Phòng. Phố Lạch Tray còn là một cái huyết mạch giao thông quan trọng của thành phố. Nơi đây thì tập trung dân cư khá là đông đúc, có rất nhiều những cái cửa hàng buôn bán sầm uất, không chỉ sở hữu những cái tòa nhà cao tầng hiện đại mà còn là nơi tập trung của nhiều trụ sở cơ quan hành chính của thành phố, nhiều cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho học sinh sinh viên, cũng như là tích hợp các cái khu vui chơi giải trí cũng như nghỉ dưỡng mua sắm. Nằm ngay sát dự án công viên cây xanh, đó chính là khu vực đài tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ thành phố mà chúng ta vẫn quen gọi là đài liệt sĩ ấy. Ngay bên cạnh đó là cung văn hóa lao động Việt Tiệp. Đây cũng là hai cái địa điểm có phần thi công trong dự án công viên cây xanh, với thiết kế cải tạo lại sân đường dạo tại khu vực sau đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố và cái giải công viên phía sau cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Dự án này thì đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt và khởi công vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Đến nay thì chúng ta cũng đã được 4 tháng rồi. Và chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ngô Quyền. Dự án công viên cây xanh này thì có tổng diện tích lên đến 22.000m² và tổng vốn đầu tư lên đến 68,9 tỷ đồng, theo như con số mà kênh trên được biết. Trên thực tế thì dự án này không chỉ bao gồm đầu tư xây dựng công viên cây xanh mà còn thực hiện việc xây dựng tượng đài Phạm Ngọc Đa, xây dựng cái tuyến đường nối từ đường Lạch Tray ra đến Hồ An Biên với mặt cắt ngang là 39,5m. Có thể nói thì tổng thể chuỗi không gian văn hóa quan trọng của thành phố Hải Phòng gồm cung văn hóa thể thao thanh niên thành phố này, cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp này, cung văn hóa thiếu nhi thành phố này và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nó gắn liền với không gian cảnh quan vô cùng đẹp của công viên Hồ An Biên. Cái những cái địa điểm này thì được coi là khu vực đặc biệt quan trọng đối với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân, là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa chính trị thể thao lớn của thành phố Hải Phòng và cũng là điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan đô thị của thành phố cảng trong những cái giai đoạn sắp tới của Hải Phòng. Ngay cạnh cái dự án công viên cây xanh đó là tòa nhà cung văn hóa thiếu nhi thành phố. Thì cung văn hóa thiếu nhi thành phố từ trước đến nay thì có nhiệm vụ là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi thông qua các cái tổ chức nhằm giáo dục cái tinh thần và thể chất cho thiếu nhi.
Ngoài ra thì cung thiếu nhi cũng là nơi để phát hiện ra năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua các cái công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn. Nơi đây thì có diện tích rộng gần 5 hectare, đứng sau tỉnh Quảng Ninh thôi, và rộng thứ hai trên cả nước. Nhưng ngược lại, cái công năng sử dụng vẫn còn khá là khiêm tốn. Nhiều khu đất trống còn để cỏ mọc hoang từ nhiều năm và gây mất mỹ quan cho khu vực này. Điều này là vô cùng lãng phí, trong khi mỗi năm cung văn hóa của chúng ta tiếp nhận tới vài nghìn thiếu nhi đến tham gia các hoạt động và các chương trình vui chơi tại cung. Hiện nay thì với cái dự án quy hoạch đại cung văn hóa thiếu nhi là hoàn toàn phù hợp với cái xu thế phát triển, nhằm mang lại những cái lợi ích thiết thực nhất cho các cháu nhỏ của thành phố Hải Phòng. Về cơ bản thì không có gì thay đổi thì so với quy hoạch cũ, không gian quy hoạch vẫn được giữ nguyên, như là giữ lại hai cái khu nhà 2 tầng, khối trung tâm và nhà hát hiện có. Đồng thời bổ sung thêm các hạng mục như là bể bơi, rồi nhà thi đấu đa năng, rồi quảng trường nghi thức đội. Đối với cái khu vui chơi giải trí ấy, thì có 21 hộ kinh doanh từ vườn hoa Kim Đồng ở giải trung tâm thành phố ấy, thì cũng đã được bố trí hoạt động tại chính phần đất đã được quy hoạch từ năm 2010. Ngoài ra thì khu vực bể bơi, nhà thi đấu đa năng thì vẫn sẽ giữ lại để phục vụ nhu cầu của trẻ em. Và chắc chắn rằng cái dự án này sau khi hoàn thành thì cung thiếu nhi sẽ là một trong địa điểm đến vô cùng hấp dẫn cho trẻ em thành phố của chúng ta. Cái dự án công viên cây xanh thì sau khi hoàn thành sẽ mang đến lợi ích không nhỏ trong việc góp phần nâng cao chất lượng điều kiện sống của người dân thành phố, đồng thời tăng cái hiệu quả sử dụng đất đô thị. Rồi diện tích cây xanh nó sẽ đóng vai trò là một cái lá phổi xanh điều hòa khí hậu trong cái khu vực trung tâm của thành phố, và chắc chắn cũng là cái điểm tham quan dừng chân tuyệt vời không chỉ đối với người dân thành phố mà còn đối với du khách đến với Hải Phòng nữa. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng kênh Trên Hải Phòng quan sát thực tế khối lượng công việc tại công trường này nhé, xem là nó đã triển khai đến đâu rồi. Và theo như tôi được biết thì đối với dự án này thì Ủy ban dân quận Ngô Quyền sẽ dự kiến hoàn thành vào dịp 13 tháng 5. Không biết là có xong hay không, vì hôm nay cũng đã là ngày 30 tháng 4 rồi. Đó, chào mừng Giải phóng Hải Phòng vào ngày 13 tháng 5 thì sẽ hoàn thành cái dự án này. Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Còn hiện tại thì mọi thứ vẫn đang rất là ngổn ngang. Công nhân cũng như là máy móc công trình thì đang làm việc hết sức năng suất. Thực sự thì trên Hải Phòng rất mong chờ cái dự án này sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Còn không biết các bạn thì sao? Và nếu các bạn quan tâm đến dự án này thì các bạn hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc cái video về dự án này. Các bạn muốn kênh Trên Hải Phòng chúng tôi quay thêm những dự án nào, những công trình nào, những địa điểm nào ở thành phố Hải Phòng thì hãy comment ngay xuống bên dưới để bên mình sắp xếp đi ghi hình nhé. Và nhớ like và ấn subscribe để ủng hộ bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second.
change my mind. What does getting